11 năm sau khi Won-bi Tuấn Anh qua đời, cuộc sống bạn gái người Hàn Quốc của nam ca sĩ ra sao? Từng có một Sky yêu Won-bi hết mình, chuyện tình buồn năm ấy cũng đi đến hồi kết, mất 3 năm để thoát khỏi đau buồn, nay nhan sắc U-40 vẫn vẹn nguyên. Sky à, tí khi anh chết, tức là em và anh đã đi hết một cuộc đời với nhau, anh muốn em sẽ sống một cuộc đời mới. 1B Tuấn Anh và Kang Ha Neun từng được nhiều người hâm mộ yêu mến và liên tục đẩy thuyền vì luôn gắn bó, thân thiết với nhau. Ngày này 8 năm trước cả VBiz chấn động trước tin một nam ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 vì u não, đến nay khán giả vẫn xót xa khi nhớ về. Tháng 7 năm 2013, người hâm mộ và showbiz Việt không khỏi bàng hoàng, thương tiếc khi ca sĩ One b Tuấn Anh đột ngột qua đời. Thời điểm đó, người thân và bạn gái Kang Ha Neun của cố ca sĩ vô cùng suy sụp, đau lòng. 8 năm sau khi One b Tuấn Anh ra đi, Kang Ha Neun đã nguôi ngoai nỗi đau và trở lại cuộc sống thường nhật tại Hàn Quốc. Kang Ha Neun thường được gọi bằng cái tên thân mật Sky, là nữ ca sĩ Hàn Quốc đồng hành cùng One Bi Tuấn Anh trong suốt khoảng thời gian anh hoạt động nghệ thuật. Cô là một thành viên của công ty EA Entertainment, đồng thời tham gia diễn xuất, góp giọng trong một số sản phẩm âm nhạc cùng Wan Bi Tuấn Anh như Greeting Valentine, Đêm Tình Nhân, Nhịp Tim. Xin thời, Wan Bi Tuấn Anh và bạn gái người Hàn Quốc từng vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai chưa từng công khai chuyện tình cảm. Mỗi khi được hỏi về mối quan hệ thân thiết, cặp đôi đều không thể lý giải được đó là tình bạn tình anh em hay là tình yêu. Tại thời điểm đó, cô gái đến từ xứ sở Kim Chi không chỉ tham gia đóng chung MV và lưu diễn với Wan mà cả hai còn thường ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, ở đâu có nam ca sĩ đều có sự hiện diện của Sky và ngược lại. Dù chưa một lần tiết lộ việc yêu đương nhưng những người yêu quý Wan Bi đều biết rằng cô là bạn gái của cố ca sĩ. Khi Wan Tuấn Anh mất, Kang Ha Neun là người luôn túc trực bên lĩnh cữu của anh. Cô ở cạnh người bạn trai xấu số cho đến lúc anh được đưa đi hỏa thiêu. Phải mất rất nhiều năm sau khi Won Bi Tuấn Anh qua đời, Kang Ha Neun mới có thể lấy lại tinh thần thời gian sau đó cô hợp tác với một kênh youtube chuyên quảng bá hình ảnh về văn hóa ẩm thực việt nam tới người hàn quốc thu hút đông đảo khán giả theo dõi năm 2016, sky từng quay lại việt nam để tham gia chương trình thực tế hoán đổi theo di nguyện của bạn trai dù yêu thích ca hát song sky giờ đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật và trở về hàn quốc sinh sống vì lý do sức khỏe hiện tại kang ha neun đã bước sang độ tuổi 40 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp không có quá nhiều thay đổi so với 11 năm trước khi trở về hàn quốc cô dành chọn thời gian của mình cho việc học tập và vẫn giữ liên lạc với người bạn ở việt nam có nhiều nguồn tin cho rằng, nữ ca sĩ đã có bạn trai mới, tuy nhiên cô khá kín tiếng về chuyện đời tư và không chia sẻ gì lên trang cá nhân. Dù One Bi qua đời đã lâu nhưng Kang Ha Neun vẫn luôn thương nhớ bạn trai quá cố. Sau 11 năm, dù đã không còn sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam nhưng bạn gái của One Bi Tuấn Anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương từ người hâm mộ Việt.